Sau ca bệnh được ghi nhận vào ngày 14 tháng 7, sáng hôm nay qua xét nghiệm sàng lọc, ngành y tế đã xác định thêm các ca bệnh liên quan công ty điện tử Việt Hoa. Hiện nay, ngành y tế và các đơn vị địa phương đang tập trung khoanh vùng để xử lý ổ dịch này. Sau khi phong tỏa mềm và xét nghiệm công nhân đang làm việc vào tối hôm qua, tiếp tục sáng nay, ngành y tế đã phối hợp với quận Liên Chiểu xét nghiệm cho gần 3.000 công nhân còn lại của công ty. Các trường hợp F1 đã được truy vết kịp thời và tiến hành cách ly theo quy định. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm thì họ phải trở về nhà, tuyệt đối họ không có được ghé bất kỳ một cái nơi này địa điểm nào khác hết để tránh cái tình trạng mà lây nhiễm dịch. Bên cạnh đó thì động tác thứ hai là họ phải khai báo với y tế địa phương. Để trên cơ sở đó thì chúng tôi tiếp tục, ngành y tế tiếp tục truy vết những cái F1. Nếu như mà trong quá trình thực hiện truy vết ngày hôm qua nó chưa hết được. Ban quản lý chúng tôi đã phối hợp với ban nhân dân quận Chiểu tiến hành phân vùng cách ly và đối với những công nhân có kết quả dương tính. Và hiện nay thì đối với những cái ca F1 thì chúng tôi đã chỉ đạo cái doanh nghiệp đưa đi cách ly tại cái khách sạn có đầy đủ các điều kiện để đảm bảo cái việc cách ly. Còn đối với những công nhân diện F2 thì đã thực hiện cách ly tại chỗ theo đúng như các phương án mà ban quản lý đã triển khai, đó là phương án 3 tại chỗ. Công ty điện tử Việt Hoa hiện có hơn 4.000 công nhân. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, ngành y tế và các đơn vị liên quan đang tập trung huy động nhân lực, thiết bị phối hợp với công ty để sàng lọc các đối tượng có nguy cơ cao, đồng thời lên phương án phù hợp để khoanh vùng xử lý ổ dịch này. Trong ngày hôm nay cũng đã tiếp tục triển khai xét nghiệm số lượng công nhân còn lại mà ngày hôm qua không đi làm việc. Hiện nay cũng là hoàn thành xong việc lấy mẫu xét nghiệm. Còn về phía địa phương thì trước tình hình dịch đó thì địa phương tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong khu dân cư, đặc biệt là các khu mà có công nhân đang sinh sống để biết về cái tình hình diễn biến phức tạp của dịch để có biện pháp phòng chống dịch. Sau xử lý ổ dịch vừa phát sinh tại công ty Việt Hoa, các ngành liên quan sẽ phối hợp với doanh nghiệp để tính toán phương án phù hợp đảm bảo duy trì sản xuất và công tác phòng chống COVID-19.